Chúng ta hãy nói về âm nhạc. Tác dụng chữa bệnh của âm nhạc được sử dụng bởi các bác sĩ như là một phần của phương pháp trị liệu để điều trị bệnh Parkinson, đột quỵ, trầm cảm, lo lắng và thậm chí là đau mãn tính. Những nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt động ca hát thậm chí còn tốt hơn so với chỉ nghe nhạc đơn thuần. Dàn hợp xướng này thường xuyên luyện tập, họ đều là nghiệp sư và hôm nay là một tác phẩm của Mozart. Tôi muốn trở lại thang âm thứ 5. Các hợp âm phải rơi vào đó. Đó là một tác phẩm dài và không dễ dàng. Nhạc trưởng muốn biểu cảm nhiều hơn và chính xác hơn. Trông giống một công việc khó khăn hơn là niềm vui. Dù tâm trạng của tôi có thế nào khi đến tập trong dàn hợp xướng, lúc ra về tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Và đôi khi tôi lại muốn vào thành phố. Sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn có thể đến dàn xướng âm. Và 2 giờ sau, bạn đã quên mọi thứ, cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Các học giả như Gunther đã nhận thức được tác dụng này. Các ca sĩ cho biết họ cảm thấy thoải mái, nhưng làm thế nào để đo lường nó vẫn còn là một câu hỏi chưa được trả lời. Tôi nhận thấy chúng ta còn hiểu biết ít về các tác động ngắn hạn lên cơ thể và tâm trí của các ca sĩ. Chính điều đó thúc đẩy tôi thực hiện một nghiên cứu chi tiết về những gì xảy ra trong cơ thể của các ca sĩ trong một thời gian ngắn, nửa giờ hoặc một giờ. Đó là mục đích chính của nghiên cứu này. Ông đang làm việc với các bác sĩ trong nghiên cứu về một ca đoàn nhà thờ, 25 thành viên dàn hợp xướng cung cấp mẫu nước bọt trước và sau khi tập hát. Điều đó cho phép các nhà khoa học tách hormone stress và kháng thể. Sau đó là thời gian để so sánh việc ca hát có tác động gì so với chỉ nghe nhạc. Kết quả cho thấy các ca sĩ ở trong một tâm trạng tốt hơn và hệ thống miễn dịch của họ đã được thúc đẩy. Và Gunther tin rằng ca hát thường xuyên, ví dụ trong một dàn đồng ca, có thể làm cho con người khỏe mạnh. Việc ca hát có tác động lâu dài, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Việc diễn tập trong dàn hợp xướng thường diễn ra một lần trong một tuần, kéo dài khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ. Và hầu hết các thành viên tham gia trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Điều đó khiến chúng tôi cho rằng có thể có những lợi ích dài hạn về sức khỏe. Và ca hát, thậm chí nếu nó không phải là hoàn hảo, thì vẫn tốt hơn là chỉ nghe nhạc đơn thuần. Đó là kết luận của Gunther, và có vẻ như việc hát theo nhóm là tốt hơn so với chỉ hát một mình.